Nếu không có vấn đề thì tuần sau tôi sẽ xuất phát. Hợp đồng của công việc này tạm thời là 1 năm, nhưng chỉ cần tôi biểu hiện tốt thì sẽ có thể ký tiếp. Rất có thể sẽ làm công việc cả đời đó. Công việc mơ ước của tôi cuối cùng cũng thực hiện được. Mọi người sao vậy? Moni, em thật sự không muốn anh đi, nhưng đây là quyết định cho cuộc đời anh, là sự kiện lớn trong cuộc đời của anh. Em nhất định sẽ ủng hộ anh mà. Đồ ngốc, đừng có khóc nữa mà. Tôi có thể thường xuyên về thăm mọi người kia mà. Còn không thì mỗi tối chúng ta gọi video cho nhau cũng được. Nè, anh gọi video với cậu nhớ kêu chúng tôi luôn nha. Phải đó. Tất nhiên rồi, rồi. Thực ra chúng ta cũng không cần buồn đâu. Anh ấy cũng đâu phải là không trở về. Cảm ơn mọi người. Mọi người như vậy mới là phản ứng bình thường chứ. Mọi người biết không, tôi cũng có nói với lại má mi và ông ngoại, nhưng mà tất cả những người họ Hùng một chút phản ứng cũng không. Đúng là động vật máu lạnh mà. Có lẽ họ chưa phản ứng kịp thôi. Nói không chừng sau khi anh trở về, họ đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho anh luôn rồi. Ừ. Ê, Kim Thành An gọi điện về rồi nè. 1, 2, 3. Hai. Má mi, ông ngoại, ông chú, dì ba, dì tư, con yêu mọi người. Chú Lăng Lăng đã nói hết mọi chuyện cho con rồi. Thì ra mọi người tốt với con như vậy. Lúc trước con còn hiểu lầm mọi người. Thật ra mọi người sợ con không nỡ rời xa mọi người, cho nên mới cùng nhau diễn một vở kịch cho con coi. Phải đó, lớn già cái đầu còn rơi nước mắt hả? Sao rồi, căn phòng có vừa ý không? Chăn nệm có hợp ý với con hay không hả? Rất vừa ý luôn. Tuy con chỉ mới đến đây hơn nửa ngày thôi, nhưng con thấy nhớ mọi người lắm. Con muốn lập tức ngồi máy bay về Hồng Kông liền. Con đừng có như vậy. Bộ vé máy bay không cần tiền sao? Con như vậy thì chúng ta phí công nhọc sức rồi. Thì đó, con đã lớn rồi mà. Con biết chúng ta muốn gì mà. Muốn con vui vui vẻ vẻ, ngoan ngoãn ở bên đó phát triển, có biết hay không? Con biết phải làm sao rồi. Con nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. À, con rảnh thì cứ gọi điện về nha ha. Được rồi, không nói nữa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.